Cô là người, chị là người Việt Nam hả? Dạ, Việt Nam. Dạ, chị đang làm bánh gì đó? Đây mình làm cho người ta quấn chảo dầu ạ. Nó ghê lắm, ở đây không dám hó hé. Nó mình làm gì là nó ghét mình lắm. Vô nhà đóng cửa, vô phá cái xe, vô nhà đóng cửa. Tới giờ đi làm này làm nọ với người ta. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Trong cái quá trình mà di chuyển những cái xóm mà người Việt sinh sống tại Campuchia á, thì gặp cái cô này đang làm bánh nè. Cô là người, chị là người Việt Nam hả? Dạ, Việt Nam. Dạ, chị đang làm bánh gì đó? Đây mình làm cho người ta quấn chảo dầu ạ. Bánh tráng bò bía. Bánh tráng bò bía hả? Đây là trộn bột ở đây hả chứ? Xong chưa gì? Rồi hả? Dạ. Ở đây cộng đồng người Việt nhiều không chú? Nhiều, ở đây người Việt nhiều lắm. Dạ. Đây sớm này người Việt Nam không? Ừ. Có nghĩa là mình để lên đây cho nó khô hả? Nắng già cho nó khô cũng dở. Dạ. Ngày mình làm buổi sáng thôi. Làm tới chiều tới sáng luôn, tối tí xíu có làm nữa không? Làm nữa. Ừ, đang đỡ bột hả chị? Dạ, mình đang xay bột. Xay bột cho nó ấy. Mình sẽ đi đảo một vòng cho đó mình coi cái cô này làm thôi. Đang làm lại, đang làm tiếp hả cô? Nghỉ rồi hả? Dạ. Còn ở đây là tôm khô rồi. Cô chú này là người Việt Nam luôn quá. Dạ. Chị là người Việt Nam luôn hả? Em là người Việt Nam. Dạ. Cái này là tép hả? Tép khô. Dạ. Mọi người thấy không? Cộng đồng người Việt thì sống ở một cái khu ẩm như thế này. Họ không quốc tịch nè. Thậm chí là cả không giấy tờ gì hết rồi. Dạ, dạ. Ở đằng kia hả? Đó. Chị này đang làm cái bánh gì nè? Cái gì chị? Hủ tiếu. Hủ tiếu hả? Chị là người Việt nữa. Dạ. Chị là người Việt hả? Dạ. Chị qua đây lâu chưa? Lâu rồi. Từ nhỏ. Từ nhỏ. Chị bán hủ tiếu hải sản hay sao? Có cái số điện thoại ông để khi nào gặp nhiều cái cảnh đó, người ta khổ nhiều lắm. Tôi đi bán khắp Nam Giang này hết. Có cái bà đó lại mà mỗi lần lại là tôi chỉ không có tiền 2.000 với đồ ăn là cho anh ta. Dạ. Dạ được. Đó, chị bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Bán 1 giờ đến 6 giờ. Chị ở đây là xong sinh sống bao nhiêu năm rồi ta? Từ bé luôn hả? Hai mấy năm rồi. Trước ở Việt Nam chị ở đâu? Ở Vĩnh Long. Vĩnh Long. À, ở Vĩnh Long là chị là dân dân tộc Kinh hay là Khmer? Khmer. Chị ở huyện nào của Vĩnh Long? Xã Long Mỹ, huyện Tam Bình. Dạ, huyện Tam Bình. Ở đây thì cái cộng đồng của người Việt rất là nhiều, từ tất cả các tỉnh mình gặp, từ Bến Tre là Vĩnh Long nè, rồi An Giang, thậm chí là cả những cái tỉnh như thành phố Cần Thơ. Họ ở trong cái khu vực này thì người dân Việt Nam họ sinh sống chủ yếu bằng nghề buôn bán nè. Dạ. Chị mới. Chào cô. Việt Nam mới qua hả? Con ở Việt Nam. Dạ. Ở đây tôi ở bên Đồng Tháp á. À, ở chợ Đất Sét á, là dạ, ở đây là 3 năm rồi. Chợ Đất Sét có lắp giò. Lắp giò đúng ở Đồng Tháp á. Dạ. Dạ, thì qua đây làm ăn buôn bán này nọ đủ thứ hết. Mà nhiều khi tôi đi đây tôi gặp hoàn cảnh gì tôi cũng tiếp giúp giùm ta chứ còn. Cô chị qua đây là 3 năm. 30 năm rồi. 30 năm. Mới biết tiếng Miên 5 năm nay. Mà bây giờ là hẻm đường nào giờ cũng biết. Thí dụ bây giờ gặp, đi gặp đường gặp người ta hoạn nạn cái gì thì tiếp được thì tiếp. Còn có thí dụ thì cũng mấy ta cũng thường ngày vậy đó.
cũng đi biết nhiều chỗ lắm. Cái duyên sao mà chị qua đây? À, hồi xưa ông chồng ở bên đây rồi mới kéo qua bên đây rồi là làm ăn nhà thì bán tạp hóa Việt Nam á. Rồi chạy đi bao buôn bán này, khi người ta gửi mua này mua nọ, tới ngày từ thiện á, người ta phát cơm á, cái mình lấy cơm mình đem cho người ta. Với lại khi người ta chỗ mà người ta không biết đường đi á, mình mua này mua kia mình đem lại cho người ta, mình bán thẳng bán với số này nọ, cái mình đem mua giùm cho người ta. Chị có thường về Việt Nam không? Về thường, 3 năm nay mắc bị ăn cướp giật giấy tờ tới giờ không có đi về được thôi. Cửa khẩu rồi là không có được, cho nên mỗi là một tuần là đi về một lần. Lúc trước chị có giấy tờ của Việt Nam? Có, Việt Nam có đầy đủ, đi mất hết rồi, giờ cũng như là chưa kịp về để cho nó mở ra xong rồi về dưới làm giấy tờ lại. Chị có dự định về Việt Nam không? Về dự định mà chưa có tiền về. Rồi giờ không có làm giấy Covid đó, không có. Chị ở đây chị làm buôn bán cái gì? Buôn bán cái gì? Giấy số, rau cải, nước gì, ai dẫn bán gì, bán số. Đủ thứ hết, không có món gì làm. Đi ngày, bán đêm vậy đó. Hôm nay chị có bán vé số không? Có, mua giùm đi, hôm nay ế, hồi hôm mưa tử uống khóc á. Rồi đây lấy mua đi mua cơm từ thiện cho người ta vậy nè. Ủa sao là số Việt Nam? Cái số này Việt Nam, người Việt Nam là số Việt Nam đem qua. À, chị bán số Việt Nam đem qua hả? À, đem qua, ở đây thầu ở đây. À, thầu ở đây. Dạ, nó bỏ cho mình đó. À, 10.000 đồng từ Việt Nam. 10.000 nhưng mà mình tính ra tiền miên là 2.000. Quy bán tiền miên là 2.000. Dạ. Dạ. Ờ, hay hơn. Về bán này bán nọ, nhà là quay bán nước mắm bánh trái gì đó, đồ đủ thứ hết á. Với số ngày hôm nay luôn là ngày 22 tháng 3. Chiều nay xảo nè. Đài đài Bến Tre. Bến Tre. Dạ. Ở đây là bao nhiêu, 10.000 đồng một tờ là chị lời được bao nhiêu tiền? À, lời được 300 đồng. 300 tiền miên á. 300 tiền miên thì nó khoảng 1.800. 1.800. 1.800 tiền Việt Nam. Đâu có hơn 1.800 thôi. Có 1.800 tiền Việt Nam. Việt Nam đúng rồi. Chị với anh là có bao nhiêu người con? Ba đứa bà già nuôi hết trơn rồi. Dạ, ở đây có mình buôn bán sống có bán mình đâu. Vậy là con ở Việt Nam? Việt Nam ở dưới bà già tới giờ nuôi không à. Bây giờ bà nó đang học ở dưới đó rồi, hơn đứa có vợ rồi mà. Tính đi về mà chưa nhiều tiền quá không về được. Về là tốn chi phí muốn gì tốn cũng khoảng 200 đô. Là 4.600 tiền Việt. 4.600 đi về luôn. Đi về về. Mà thôi ở đây chừng nào có tiền dư giả hay gì luôn. Không ngờ cái số Việt Nam lại bán trên thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Thì ở đây trúng số lãnh. Lãnh ở đây luôn, ở đây lời người ta đổi lời nhiều hơn. Lời một vé 3.000 đô, 3.000 đô, 4-5.000. Chủ yếu là bán cho người Việt mình. Bán người Việt không ạ. Bây giờ Campuchia mua dữ lắm luôn, nhiều hơn Việt. Tại vì có chúng đó, Campuchia mua mấy ông công an đồ đó. Có khi mua nhiều lắm. Hồi sớm này mưa là gặp nhờ cái thằng công an này mua đỡ 100 tờ mới hết đúng thôi là... Ngày là chị bán được nhiêu tờ? Bây giờ 300 tờ, ngày bán 300 tờ. Ngày bán 300 tờ? Dạ, 300. Ồ, 300 tờ nhiều quá. Mỗi lần 500, bây giờ bán còn có 3, tại ế, không bán thiếu, không có tiền, rồi nghỉ rồi bán. Ôi dạ. Ngày bán đến 300 tờ, cộng thêm đi, còn ngày thu nhập chị khoảng nhiêu tiền? Tiền lại ra rồi còn cuối cùng còn lại được 50-60 ngàn tiền xăng, tiền cổ giờ xăng vô. Ở đó này có 100 tiền kia à. Còn này 500 là... Cái này 500 tiền miên. Hôm qua vậy chị giữ tuần lẻ chút xíu em sẽ mua cho chị ha. Dạ dạ. Cái khi đi nè nấu cơm người ta cho này nọ đồ ăn cái đem lại nấu lại cho mấy người khổ. Là giờ này mà mày nấu khu bán hết thì nấu cơm cho người ta ăn. Gạo người ta cho cái nấu lại cái đem đi cho người ta mấy người nè. Cộng đồng xuống. Tại mình giờ người Việt nào khổ người nào mà không có mình đem chia lại. Người khác cho mình cho lại người khác. Ở đây thì mình có cái tờ tiền là 10.000 tiền Việt Nam cũng không mua được cái số này. Không, có 50.000 thì mua được 4 tờ. 50.000 tiền Việt á là lấy được có 4 tờ. Cũng như mình có 50.000 tiền Việt á, mình có tiền Việt nào mua được không? Có được tiền Việt mua được là 5 tờ là 5 4 tờ là 50.000 cứ tính tới. Để ví dụ như em có 100.000. 100 này là được 8 tờ. Chị lấy cho em 8 tờ đi. Cảm ơn. Tiền này thì chị đổi ở đâu? Đổi cũng đưa cho thầu, thầu nó vô rồi nó mới gửi về Việt Nam. Thầu nó lấy vô rồi nó tính mình rồi nó gửi về Việt Nam. So với giấy số ở Việt Nam thì ở đây lời một tờ gần 2.000 đồng. Lời nhiều hơn. Dạ. Vậy là chị bán cái số ở đây nó dễ sống hơn. Dễ sống hơn ở dưới Việt Nam. Việt Nam mà thấy ấy mỗi khi người mua 3-40, 50, Việt Nam người mua 1 tờ, 2 tờ. Còn ở đây mình bán được đùm đùm vậy đó. Dạ.
Cái căn phòng trọ này là chị mướn bao nhiêu một tháng? Một tháng là 55 đô, tiền điện, tiền nước chạy ra là 80, là chỗ đây rẻ đó, trên Nam Giang là 100 mấy không? Cái phòng đây, cái phòng này khúc này là dân nghèo. Khoảng 6-7 triệu tiền Việt. Gần 6-7 triệu tiền Việt. Bây giờ thì với 100 ngàn ở Việt Nam thì mua được 10 tờ vé số. 10 vé số thì... là mua được có 4 tờ đó. 4 tờ thì chị đếm cho mình 8 tờ nè. 8 tờ đó 4 tờ, 5 tờ, 6 tờ, 7 tờ, 8 tờ. Ôi cứ ngờ. Nhờ quen á, lên mạng lên hoài hoài lên đấy. Vậy khi mà tôi giờ á thì cũng bên thằng kia á, ở đây lên đây nó cũng làm từ thiện á, cơm nó cho nấu á, ngày rằm á là nó nấu cơm. Giờ cái tôi đi lấy ở từ đây mà đem lên năm bên thì gặp năm bên cho rồi, chỗ nào thắt ngặt thì tôi cho người ta cho mình cho truyền dây lại. Ở đây gạo. Thì cái giải nhà trọ này đa nhà trọ số người Việt Nam nhiều, khúc dưới này còn nhiều ác nữa. Đây là chỉ còn thuộc ly, đây còn đa khúc số dưới. Là buôn bán không à. Ở đây người Việt hút chích nhiều. Đúng rồi. Nhiều. Nhiều lắm. Tôi đẩy đồ đây mắt là bữa ăn trộm vô nhà giật cho tôi 5 giờ á, tôi hên cơ hờ ra ấy vô tấn công vô nhà 5 giờ đó. Chạy ra la người Campuchia nó vô nhà ở đây khúc này khúc nó ghê lắm, ở đây không dám hó hé, nó mình làm gì là nó ghét mình lắm. Vô nhà đóng cửa, vô phá cái xe vô nhà đóng cửa, tới giờ đi làm này làm nọ với người ta đây khúc đây là đùm. Bữa hổm tôi phê đồ nó ghét tôi, nó để xì ke tôi quản hồn, giờ tôi không dám phê quốc lẳng rồi, sợ nhiều khi nó ghét mình nó gài cái bắt đầu mình bị chết luôn, nó bắt đầu không dám nói nghe. Cái xanh mặt nạ trên cái quần nó nhét nó bán nó còn sót lại nó hết hồn mới sợ, tại vì trước là người ta có gây cấn với mình rồi sợ là bỏ đồ, khi mà hỏi thăm thì người ta nó không có sao, nó lấy nó sợ công an rồi cái còn sót. Thế tôi đi hỏi người ta, tại vì nghe người ta nói thường thường nó giống như cái bột ngọt á, nó bự hơn bột ngọt, thì tôi hỏi mấy đứa đó, mấy mà đứa mà tôi nấu cơm cho ăn á, rồi nó mới nói thì cho nó luôn. Chị tên gì đó? Tên Kim Ngân. Phức tạp lắm, mà dư là mà tôi mạnh tới tôi yếu là cũng bị người ta giết lắm, nguyên dạng lắm. Nó cũng ghê lắm, quánh chém đập cũng ghê lắm. Nhưng mà mình biết thì mình biết sống thì mình nảy nương, mình cũng ai làm gì làm, mình ở trong nhà mình lấy. Rồi đôi khi á mà đem làm phước từ này cho gạo cho gì nấu cho người ta, hồi xưa không có đâu mà bây giờ thấy giờ quá trời đó. Rồi mình cũng quay mà đều thấy quay lại đó, mình làm từ thiện mình có khỏe hơn, mình được thoải mái hơn. Thôi em cảm ơn chị nhiều, và chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ. Từ ở đâu mà lên em cũng ở Đồng Tháp. Tôi ở Đồng Tháp, tôi ở ngay chợ Thở Thanh Bình đó. Tôi có người em ở Thanh Bình bị mổ ở tên mổ tim đó đó. Rồi thay tim rồi ở quên đây. Vậy cảm ơn nha, cũng được cùng xứ mà. Đây là mọi người. Dạ. Ở đây thì các chị này đang làm me. Làm me chị. 250 tờ vậy là cô lời được khoảng 50 ngàn. 50 ngàn. Nhưng mà nhiều khi nó ta xứng không có để đó nữa. Có ghi đề không? Có ghi đề không? Không, không hả? Không dám ghi đâu. Trời ơi, cô lời có 200 mà. Sao bây giờ nè, cô chỉ cho bấm thêm cái tờ giấy vé số bà hai, bấm vô tờ này vô luôn. Rồi nếu mà trúng ba cái con đuôi này á, giúp số điện thoại cô không biết dòm đâu. Nè, con dò đi. 42, 43, 44. Không không, cô nghĩ là bán thêm ba cái đuôi này nè. Để ví dụ ai trúng số đặc biệt ba đuôi này mình trầu trầu đâu bao. 25 đô nữa đúng không? 25 đô 100 ngàn. Nãy có giấy 50 ngàn á, đưa bá hai tờ là 100 đó. Này trúng cái số là chú đi làm hước đã luôn. Đưa chị hai tờ này ha. Cưng quay vậy chắc ở nhà mẹ chị dòm lắm, ở dưới quê thế giới là Việt Nam đồng. Thôi bây giờ vậy nè, qua clip này thì có nhắn nhủ gì bà con quê hương không? Dòng họ gì ở Việt Nam không? Nhắn biết nói sao giờ mà chết. Có mối tình nào quê không? Hả? có chồng ở bên đây không biết nhắn cái gì đâu. Nhắn cho gia đình chúc khỏe, mạnh khỏe, được yên ở đây làm ăn được rồi. Đừng có cho ông bà già khỏe được rồi. Cô này ở đâu ta? Ở Hậu Giang. Hậu Giang. Cần Thơ á. Quyền nào? Tỉnh Hậu Giang mà qua đây rồi kẹt Covid tới giờ với lại cha mẹ thì mất hồi đó rồi, còn anh chị mà chết từ từ hết rồi. Còn cô? Ở quanh đây 30 năm mà mỗi lần một tuần về một lần, mà Covid này là 3 năm chưa về, tại vì nhiều tiền quá.